À, tôi tên là Điệp thì tôi đã hơi tắm ở đây là trên 30 năm rồi. Một năm sang từ năm 2000 chuyển sang đây thì điều chỗ này khu này nó thoáng mát, cái vỉa hè nó rộng rãi mà thoáng mát gần công viên. Năm nay chú là 84 rồi, đi về mà tìm được một hợp tác như ông này thì quá tốt. Ông là người rất đàng hoàng, rất hợp rất đẹp, tôi nghệ thuật hợp rất đẹp và nói năng rất lề phép. Dù rằng là có nhiều người chúc hợp bằng đẹp nhưng mà nói năng nói chuyện nó không hợp ý mình. Như là tôi có thời gian nữa cho nên tôi rất hợp với ông này. Ông này lãi tiền rất mềm, bữa hợp chùa khai được khá là 60 ngàn, ông này chỉ còn lại 40 ngàn thôi. Ông rất thông cảm cho những người già như chúng tôi, ông này rất tốt. Trước là tôi đi bộ đội phục viên về sẽ bắt đầu là chuyển sang nghề hớt tóc, tính ra là hơn 30 năm. Hớt tóc ngày xưa bây giờ thì nó cũng gần giống nhau thôi. Nói chung là sang thời đại bây giờ thì nó có cái là nó thay đổi màu đen. Học bố bạn hớt tóc rồi bắt đầu là bạn học thì mình học theo bạn luôn. Nói chung là mình phải học hỏi rồi hàm thụ thêm để trao đổi kiểu cái thân cuộc. Đầu tiên là hai bên chân ít thì chào. Sau bắt đầu là năm 93 là chuyển về Ngô Văn Năm, đường Ngô Văn Năm. Ngô Văn Năm ở đời tôi được thắng đấy. Sau năm 2000 thì chuyển sang đây. Đã có tắm từ bây giờ cho đến nay, giờ ở đây. Nói chung là hết vỉa hè thì hết quen rồi. Thứ nhất là hợp với sở trường và khách hàng ấy. Sở trường thì ngồi quen nó thoáng mát. Mà cái hơi tóc này nó là Sài Gòn xưa, nó truyền thống từ ngày xưa cũng truyền thống, người ta hơi tóc vỉa hè này thì nhiều. Nhưng bây giờ vẫn còn cái hơi tóc vỉa hè này là cái hơi tóc của Sài Gòn xưa. Từ ngày xưa truyền lại nó vẫn còn mang cái dấu ấn. Thì ngày xưa đông hơn, nói chung là bây giờ thì người ta đi vào tiệm làm nhiều, làm nó đỡ vất vả hơn. Ngoài này thì nó nắng mưa nó cũng có nhiều, đúng nó cũng vất vả. Làm ngoài này nó quen rồi, hơn 30 năm nó quen. Thứ nhất là quen môi trường, thứ hai nữa là quen khách. Nói chung là ngày cũng được mười mấy đầu. Nghề tóc này cũng không nằm nhiều đâu. Có thì làm ngày thật được ra thì 20 đầu rồi. Có bình thường 10, 12, 15 đầu. Cũng không hết được nhiều. Vì cái tốc độ mình làm nó phải làm cho nó phải đẹp. Vì thế mình làm cho nó đảm bảo cái kỹ thuật đi. Trong bình quân là 25 phút cho đến 30 phút một đầu. Sao cao lên dạ. Còn cái máy thì để máy tỉa thôi. Để tỉa thì mỏng đi chị. Cái chung là mình thợ bây giờ mình nhìn cái mình làm được ngay à. Thì một cái mẫu chỉ cần cái mẫu là mình làm được thì mình biết rồi. Tay chỉ có bằng cái tay thông đơ và tay kéo là mình biết.
biết được thì mình làm kiểu nào cũng được. Đúng như một người thợ thợ xây á, thì xây đã là thợ người ta xây kiểu gì cũng được. Với tổng như vậy thôi. Chính quyền nhìn cũng thông cảm thôi, nhưng mình làm cái gọn thì càng chặt chẽ. Nói chung là không có bay gì nhiều, như ghế nữa tao thôi. Không bay nhiều đâu, mình làm chặt chẽ gọn gàng. Nó cũng như kiểu bán cà phê, bán phở thì tràn nan đấy. Nên đây mình làm cái táo thì cũng ghế. Ý thức của mình thì mình sạch sẽ, gọn gàng. Nói chung là cái tóc này thì nó đa dạng, mà cái ngành nghề này nó phát triển càng ngày càng nhiều. Thì người sinh ra mỗi ngày thêm người. Thêm người thì phải thêm thêm tóc. Đấy, cái tốc độ của người, rồi là cái tóc cái hàng tháng nó phải hơn. Một cho đến hai lần, người nào mà chăm chỉ ra thì phải ba lần cạo sửa để nó làm vẻ đẹp cho bản thân mình. Thì nói chung là chúng tôi nhìn tuổi đi, cứ làm được đâu đến thôi. Nhìn đâu được sức khỏe nó yếu quá thì tính sau, còn sức khỏe thì cứ làm được, làm được vui.